Biểu cảm Almadin được người yêu nấu cho ăn. Cái gì vậy bà nội? Biểu cảm khi người yêu bảo Almadin share view vào first date. Run. Almadin đưa cho anh ấy 10 điểm. Anh ấy 10 điểm nhưng chê đồ ăn Pháp. 3 điểm. Anh ấy 6 điểm nhưng học tiếng Pháp vì Almadin. 10 điểm. Quả nhiên là có khác. Anh ấy 10 điểm nhưng bắt bạn làm nội trợ. Em thấy là chắc là 1 điểm. Anh ấy 5 điểm nhưng ăn hết những gì bạn nấu. Nhưng mà tại vì Almadin cũng ngon mà, nên là phải ăn hết chứ, đúng không? Chịt. Nói chuyện mà nó điệu, nó làm dễ nhiều, dấu nhẹ. Anh ấy 10 điểm nhưng nhóp nhép khi ăn. Mà đi không chích. Chắc có người cho 0 điểm đúng không? Nhưng mà Almadin sẽ cho 4 điểm. Anh ấy 10 điểm nhưng share bill vào first date. Trời ơi, tôi sợ quá. Tôi không biết á nghe, tôi sợ không? Anh ấy 4 điểm nhưng bóc tôm cho bạn. Nhưng mà Almadin thích làm nên là không cần cho ăn đâu. Anh ấy 10 điểm nhưng ăn bún đậu với tương ớt. Thực ra Almadin không thích ăn bún đậu nên là 3 điểm. Mimi. Anh ấy không điểm khi nào? Khi Almadin nấu ăn nhưng mà ăn đó, không có rửa chén. Không điểm. Biểu cảm khi Almadin được người yêu nấu cho ăn. Cái gì vậy bà nội? Biểu cảm khi người yêu bảo Almadin share view vào first date. Run. Biểu cảm Almadin khi vừa ăn vừa khóc. Almadin giao lưu chụp hình với các sếp nè.